lên bọn mẹ con giao khách tới Long An lấy sim. Rồi hello, xin chào cô chú chị ha. Thì hiện tại em đang ở xã Mỹ Thạnh, Ba Tri, Bến Tre. Đó, để đang bán giùm anh chủ nhà một con bò kem chữa cô chú chị. Đó, bò này thì pháp kem ha. Đó, nó chữa 4 tháng thì bò này em bao chữa cô chú chị 4 tháng ha. Đó, bò này thì đẻ rồi đưa là một lứa, đang em chữa lứa thứ hai. Đó thì nói chung bò này thì dàn thùng đồ thì đẹp này cô chú chị, nhưng có cao thì nó cũng không cao hung nha, nó cao có 1m32 à. Đó thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả của bò chữa này cho cô chú chị xem. Đó, tức là xem video của chúng chị giùm xin một like, một đăng ký ha. Đó, em kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả của con bò chữa này cho cô chú chị xem ha. Đó đây cô chú chị. Đó, nói chung thì con bò này chiều cao nó thì cao có 1m32 nè, nhưng mà con bò này thì kiểu mẫu là cô chú chị. Đó, rất đẹp bò ha. Đó, từ tướng tá dáng dốc luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em đi, điện trực tiếp ha. Đó, bây giờ em sẽ tiến gần lại em quay chân móng nè. Đây, chân móng nè. Đó, con bò này thì pháp kem. Đó, móng đỏ, mỏ đỏ, qua đỏ. Đó, móng là đa số là móng sò của chú chị. Đó, móng sò cùm đứng thẳng nha. Đó, vú thì 4 vú nè. Đó, rúng nè. Đó, thấy không? Đây, vàng yếm đó nè. Đây cô chú chị, đó móng thì móng sò, thấy chị em đang chuyện mà. Đây hai chân sau nè, thấy không? Đó xương sóc thì to ha, đó xương sóc thì to. Đây cái mặt con bò này thì có sừng cô chú chị, cái mặt thì nghiêm chỉnh nè. Đó bò này thì F1 ha. Đây cái lưng thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị. Đó, nói chung thì con bò này thì thùng dạo tướng tá. Đó thì bò này em bao chữa của chú chị mình bao chữa 4 tháng ha, bao chữa 3B ha. Đó anh chủ nhà muốn bán con bò này với giá là 41 triệu. Đó thì 41 triệu anh ấy có giá 41 triệu anh còn thương lượng chút xíu từ xe của chú chị. Đó, nói chung thì bò này nói chung thì cấp mình thì đẹp. Đó, vuông bò ha. Đó, thấy chưa, tướng tá nè ha. Đó thì đối với những con bò đó rồi như thế này mình bao cô chú chị mình bao lâu trong vòng 3 tháng ha. Đó nếu về trục trặc lưu ý gì thì cô chú chị chụp hình gửi cho em. Đó em sẽ xác minh bắt bò về. Đó em hoàn từ bò tiền xe đủ cô chú chị mình luôn ha. Đó. Tướng tá nè. Đó qua thì qua đỏ ha. Đây cái đuôi tròn. Tá bò khá đẹp. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, nói chung bò này thì thôi đó, thùng dạo rất đẹp mà cô chú anh chị. Đó F1 có sừng nha. Đó thấy chưa, đó cô chú anh chị. Đó, tướng tá nè, chân móng nè, thấy chưa. Đó, móng thì móng sò ha. Đó, xương thóc cũng khá to. Đó, dậu yếm thì đầy đủ. Đó, bò này thấy tích nghiêm chỉnh luôn của chú chị. Đó, thì của chú chị nào muốn mua bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, con bò này có giá là 40 triệu thì anh còn thương lượng chút xíu tiền xe của chú chị nào ở xa đó. Đây đó nè, miệng thì miệng chậu ha, miệng chậu khé sâu nè của chú chị. Đó những bò như thế này nó sẽ tạp ăn ha. Đây khái tích thì nghiêm chỉnh. Đó pháp kem. Đây qua thì qua đỏ nè. Đó qua đỏ, móng đỏ, ngõ đỏ ha cô chú chị.
Đó thì em quan sát vú thì 4 vú ha. Đó vú thì 4 vú nè. Đây hai chân sau nè. Đó móng sò thấy chưa, móng sò cùm đứng thẳng ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, còn không ưng thì mình đợi mình kiếm những con khác ha. Đó hai chân trước. Nó tướng tá rất đẹp. Đây mình lấy hết tướng nè. Đó thấy cái ngang của nó không? Này cô chú anh chị, ngang nè, phần lưng nè. Đó thấy chưa? Thấy phần lưng không? Đó, cái ngang sườn lưng thì khá đẹp ha. Đây. Đó thì con bò này có giá là 41 triệu anh còn thương lượng chút xíu từ xe của chú anh chị nào ở xa. Đó thì của chú anh chị nào muốn mua con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Bò này thì em bao chữa 4 tháng. Đó thì đó những bò chữa như thế này thì em giao về cho cô chú anh chị mình trong vòng một tuần lễ thì kêu thú y đăng khám lại xác minh chữa giùm em ha. Đó nếu có chữa rồi điện cho em biết. Đó có chữa rồi em sẽ giao cô chú anh chị luôn, em không còn lãnh mình chữa nè. Đó em chỉ lãnh mình lòi 3 tháng. Bao lòi của chú anh chị 3 tháng. Thì ngày em giao bò thì cô chú anh chị mình nhớ viết cái ngày lại. Đó đằng sau nếu bò có trục trặc gì thì cô chú anh chị nhớ nhắc cái ngày. Đó là em biết em tua video lại ha. Đó thấy chưa, khá đẹp nè. Này là pháp kem. Đó tướng tá thùng dạo nè. Đó rồi thì hình ảnh và giá cả con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tới màn hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số anh chủ nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó con bò này có giá là 41 triệu thì anh còn thương lượng chút xíu từ xe. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video ha. Xin chào của chú anh chị.